Thưa quý vị, như nhiều bản tin chúng tôi từng phản ánh thì 2 tháng qua, vụ việc tiêu cực của một số trung tâm đăng kiểm phía Nam đã và đang gây ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể đó là thiếu lực lượng đăng kiểm, thậm chí Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải đã điều lực lượng từ phía Bắc vào hỗ trợ, nhưng tình trạng quá tải vẫn xảy ra và ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kiểm định xe cơ giới. Khi mà hoạt động kiểm định xe cơ giới được siết chặt thì các tỉnh phía Bắc cũng đã xảy ra tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm xe. Nhiều chủ xe thậm chí là phải đưa phương tiện tới các trung tâm từ sáng sớm nhưng vẫn phải chờ nhiều giờ đồng hồ mà vẫn không thể đăng kiểm được xe để đi Tết. Và đây chính là thực trạng chung khiến cho nhiều chủ xe đưa phương tiện đi đăng kiểm trong tình trạng hết sức lo lắng. Những dòng xe xếp thành hàng dài, người đưa phương tiện đi đăng kiểm luôn trong tình trạng chờ đợi, lo lắng, thậm chí là bức xúc đang trở thành hiện tượng nhức nhối ở nhiều trung tâm đăng kiểm. Hiện các trung tâm đăng kiểm đã tăng giờ làm, hỗ trợ tối đa chủ phương tiện, nhưng tình trạng quá tải vẫn diễn ra mà vẫn chưa có giải pháp. Đến thời điểm này thì quá tải tại các trung tâm đăng kiểm vẫn đang là một nỗi ám ảnh của người đưa xe đi kiểm định. Trong khi đó thì ngành đăng kiểm vẫn loay hoay để xử lý hiện tượng này. Và đây cũng chính là nội dung mà câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi muốn đề cập tới. Sau đây xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi ghi nhận của nhóm phóng viên tại thủ đô Hà Nội. Xe đi đăng kiểm nối đuôi nhau, xếp thành hàng dài bất tận. Đây chính là thực tế tại các trung tâm kiểm định xe cơ giới sau khi hoạt động đăng kiểm được siết chặt. Các chủ xe chờ đợi, ngóng trông. Theo phản ánh của một số chủ phương tiện, hầu hết các trung tâm kiểm định xe cơ giới ở Hà Nội đều bị quá tải. Việc chờ đợi là không thể tránh khỏi. Ngày hôm nay mình đến thì mình cũng thấy nó đông, lượng xe rất là đông. Thì cũng đến mấy lần rồi nhưng mà hôm nay đông quá. Mấy lần nó không đông bằng hôm nay, hôm nay lại là cái đầu tuần với đầu năm làm việc này cũng rất đông, cũng chờ đợi mà vẫn phải cố gắng để chờ đợi vào khám. Nó mất thời gian thôi ấy, anh ạ. Mất công việc đấy, mất cả một buổi sáng để đi ra đây, để ngồi chờ đến tiếng rưỡi đồng hồ để đi đăng kiểm đây, mất cả buổi sáng rồi. Em ngồi chờ tí nữa đây, bây giờ chắc đến vào đăng kiểm chắc phải đến 11 giờ mới được đăng kiểm mất. Chờ 2 giờ hay 3 giờ để kiểm định được một chiếc xe là câu chuyện đang khiến nhiều chủ phương tiện cảm thấy ngán ngẩm khi đi đăng kiểm. Thậm chí có những chủ xe phải bỏ mất cả buổi, nhưng phương tiện vẫn chưa được kiểm định. Trong cái dịp đầu năm này thì cái việc kiểm định rất là đông và đợi cũng được khoảng 2-3 tiếng này, từ lúc 8 giờ đến giờ. Xe nhà xong chưa? Chưa xong, bây giờ mới đang xếp hàng. Thậm chí có những trung tâm, phương tiện ùn ắc đăng kiểm kéo dài hàng trăm mét. Nhiều lái xe cho biết, dù đi từ khá sớm để đăng kiểm xe, nhưng tới nơi, phương tiện đã xếp thành hàng dài. Thực ra là bây giờ hiện nay thì xe rất là đông, nên là chính vì vậy là cái việc đăng kiểm bây giờ rất là có vấn đề vì là nó đông quá, cho nên là nhà nước có, Bộ Giao thông có cái biện pháp nào mà để cho người dân người ta đi đăng kiểm nó dễ dàng hơn. Sáng giờ cũng 1 tiếng đồng hồ đấy. Xe hết hạn đăng kiểm từ hôm 31 hôm nay mới đi được. Anh có cái suy nghĩ gì khi tình trạng đăng kiểm quá tải? Em thấy bất cập. Mỗi lần như thế này đi đăng kiểm mất bao thời gian, như hôm nay thế này là mất nguyên cả buổi sáng rồi. Nói chung là không ổn. Không biết các cấp chính quyền có thay đổi được cái gì hay không, hay chứ cái tình trạng như này thì cứ mỗi lần đi đăng kiểm là mệt mỏi quá. Theo một số trung tâm đăng kiểm, sau khi xảy ra tình trạng quá tải, ùn ứ phương tiện, hiện đã tăng thêm giờ làm nhưng vẫn không thể giải tỏa hết nhu cầu đăng kiểm xe cuối năm. Có những trung tâm, phương tiện tăng tới 200-300% so với thời gian trước đó. Dịp cuối năm thì cái nhu cầu kiểm định của chủ phương tiện nó tăng cao và cái lượng phương tiện đến thực hiện kiểm định tại đơn vị chúng tôi cũng tăng lên. Và để thực hiện các giải pháp nhằm đáp ứng được cái nhu cầu kiểm định cho chủ phương tiện thì đơn vị chúng tôi cũng thực hiện một số các cái giải pháp. Thứ nhất là chúng tôi có những cái báo cáo với Cục Đăng kiểm Việt Nam về cái việc làm thêm giờ, thực hiện làm thêm từ 2 đến 3 giờ mỗi ngày. Ngoài ra thì có các cái kênh thông tin với khách hàng như là điện thoại đường dây nóng hoặc là các cái fanpage để chủ phương tiện có thể đặt lịch
hẹn để đăng kiểm trước. Chúng tôi sẽ sắp xếp những cái phương tiện có lịch hẹn vào những cái giờ mà không quá đông đúc, để tránh cái trường hợp là chủ phương tiện đến kiểm định vào cùng một thời điểm thì sẽ gây ra những cái hiện tượng ùn ứ tại đơn vị. Quá tải đăng kiểm là câu chuyện trước đây chưa từng xảy ra. Và theo các trung tâm đăng kiểm, để giải quyết câu chuyện này thì lại không phải dễ. Thực hiện theo cái hướng dẫn trong thông tư 16 năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải và vừa rồi là văn bản 5300 của Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn một số các cái hạng mục và các cái khiếm khuyết hư hỏng không quan trọng, thì trong đó có một số các cái hư hỏng không quan trọng và mà vẫn được cấp giấy chứng nhận kiểm định. Chỉ thực hiện là nhắc nhở đối với chủ phương tiện, thì chủ phương tiện có thể tham khảo cái phụ lục 2 của thông tư 16 năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải cũng như là văn bản 5300 của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Chúng tôi làm việc theo quy trình và theo các công văn quán triệt của Bộ Giao thông như Cục Đăng kiểm. Một chiếc xe khi vào kiểm định, chẳng hạn như ở đơn vị 297D thì hầu như là các xe nhỏ, xe du lịch, xe cá nhân dưới 9 chỗ. Thế nên là có một số lỗi liên quan đến chẳng hạn như nhận diện bên ngoài thì không có thể là không chúng tôi từ chối kiểm định. Đầu tiên là thay đổi hệ thống đèn, có thể là gây ra làm ảnh hưởng thay đổi cả hệ thống điện, đèn không đúng chủng loại. Đấy rồi các lỗi như là các cản nắp cản trước, cản sau và các bậc lên xuống mà làm thay đổi cả kích thước bao ngoài của xe cũng như khoảng trống gầm xe. Đấy, còn một số các lỗi thì thực ra bây giờ đang lỗi MID là lỗi có thể lỗi nhắc nhở, chẳng hạn như thì xe vẫn được qua được kiểm định. Ví dụ như lỗi thay đổi đường sơn và dán đề can xe. Đấy, hoặc là thay đổi lưới tản nhiệt, ca lăng xe mà sao cho vẫn cùng hình dáng vật liệu, kích thước. Đấy thì đơn vị đăng kiểm là vẫn cấp kiểm định bình thường. Tuy nhiên khi hoạt động kiểm định xe cơ giới được siết chặt thì tình trạng quá tải đang gây ra sự bức xúc cho các chủ phương tiện. Rõ ràng, về lâu dài Cục Đăng kiểm Việt Nam cần phải sớm có giải pháp, chứ không phải hô hào làm thêm giờ là có thể giải quyết được dứt điểm. Thưa quý vị, sau hàng loạt các sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở các tỉnh thành phía Nam, thời gian vừa qua khiến cho dư luận không khỏi bức xúc. Cơ quan chức năng đang tích cực vào cuộc để làm rõ những tiêu cực này. Và theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đứng sau hàng loạt trung tâm đăng kiểm tư nhân sai phạm có liên quan đến ông trùm Trần Lập Nghĩa, 47 tuổi, quê ở Sóc Trăng. Trần Lập Nghĩa là giám đốc 5 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, gồm trung tâm đăng kiểm 62-03D tỉnh Long An, 71-02D tỉnh Bến Tre, 83-02D tỉnh Sóc Trăng, 66-02D tỉnh Đồng Tháp và 63-02D tỉnh Tiền Giang. Trần Lập Nghĩa từng làm việc tại trung tâm đăng kiểm nhà nước, sau khi rút ra ngoài đã thành lập, đứng sau, điều hành một loạt các trung tâm đăng kiểm tư nhân. Tại các trung tâm đăng kiểm của Trần Lập Nghĩa, lực lượng chức năng phát hiện hành vi giả mạo trong công tác với thủ đoạn lập danh sách đăng kiểm viên nhưng không làm việc tại trung tâm để hợp thức hóa quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Trần Lập Nghĩa bố trí nhân viên mặc đồng phục, giả dạng đăng kiểm viên để vận hành dây chuyền kiểm định và chỉ đạo nhân viên giả mạo chữ ký đăng kiểm viên để ký vào các hồ sơ kiểm định. Trước đó, ngày 28 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Công an Thành phố Hà Nội, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khám xét phòng kiểm định xe cơ giới Cục Đăng kiểm Việt Nam có địa chỉ tại 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Về phía các trung tâm đăng kiểm ở phía Nam, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khởi tố bắt tạm giam gần 50 người trong vụ tiêu cực. Những người này bị khởi tố về các tội danh như là đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ hay giả mạo công tác. Thưa quý vị, trước sự vụ việc tiêu cực ở các trạm đăng kiểm Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức hai đoàn công tác vào để kiểm tra giám sát, thanh tra toàn bộ các trung tâm đăng kiểm ở các tỉnh phía Nam trong vòng một tháng. Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đã biệt phái 12 đăng kiểm viên vào các trung tâm đăng kiểm ở Thành phố Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ cho công tác kiểm định giảm ùn ứ ở các trung tâm đăng kiểm này. Vâng, và đặc biệt thì Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đã chỉ đạo tất cả các cái trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc thì phải thắt chặt các cái hoạt động đăng kiểm, nhất là việc xử lý các cái phương tiện mà chế độ lại theo đúng quy định pháp luật. Tại trung tâm đăng kiểm 2903S Mỹ Đình, trung bình mỗi tháng
có khoảng từ 8 đến 10% xe ô tô bị từ chối đăng kiểm. Nguyên nhân chính là bởi những lỗi về hệ thống lái, khí thải, phanh xe hay thay đổi hệ thống đèn xe. Theo những người dân, việc siết chặt không cấp phép đối với những xe này là đúng đắn, bởi nếu phương tiện này tham gia giao thông sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Theo tôi thì tất cả những cái mà mình chế hay độ xe mà gây ảnh hưởng đến người khác khi tham gia giao thông, nhất là vấn đề như kiểu là độ đèn, độ bô. Nói chung là nếu cái này thì ở mức độ đầu tiên của chúng ta xét đến là về cái vấn đề đăng kiểm xe, thì có đăng kiểm xe mới chấp hành thì gọi là mới được tham gia giao thông trên đường, thì cái vấn đề này tôi nghĩ là nên cần siết chặt hơn. Lúc đầu nhà máy sản xuất như thế nào thì cứ làm như thế. Vì là khi độ thì nó không an toàn rất nhiều thứ, từ điện đóm, giống dụ như trường hợp như là chúng ta có thể gặp xe ngoài đường đang đi có thể cháy, có thể do chập điện, và cũng là liên quan đến độ đèn. Theo các trung tâm đăng kiểm, ngoài 5 khâu kiểm tra chính, lãnh đạo trung tâm sẽ chỉ đạo thực hiện công tác hậu kiểm với các hạng mục an toàn của phương tiện nếu cảm thấy không an toàn. Ngoài ra, với các phương tiện có thời hạn sử dụng lâu, phụ tùng thay thế không được sản xuất, chủ phương tiện có thể tham khảo khuyến cáo của nhà sản xuất để thay thế phụ tùng có tính năng tương đương. Đặc biệt, với những phương tiện độ, chế sẽ buộc phải sửa lại đúng với thiết kế ban đầu. Đối với các phương tiện mà thay đổi kết cấu so với cái nguyên bản của nhà sản xuất ấy, thì chúng tôi đều yêu cầu chủ phương tiện về để trả lại cái nguyên trạng ban đầu của phương tiện. Và đa phần thì các cái phương tiện này thì thường là độ chế những cái kết cấu để phục vụ những mục đích chiếu sáng hoặc là các cái yếu tố thẩm mỹ hoặc là theo sở thích của chủ phương tiện, thì tất cả những cái đó đều vi phạm cái quy định của về tiêu chuẩn của Bộ Thông Vận tải như ở Cục Đăng kiểm Việt Nam. Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng khuyến cáo người dân cần chủ động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi thực hiện kiểm định để kịp thời phát hiện, khắc phục những khiếm khuyết, hư hỏng, tránh việc đưa xe đi kiểm định, mất thời gian chờ đợi nhưng sau đó lại không đạt được kiểm định phải đưa xe về sửa chữa, vừa mất thời gian vừa mất thêm chi phí. Bởi nếu sửa chữa, khắc phục và kiểm định lại lần hai trong ngày sẽ không mất thêm phí kiểm định, nhưng nếu hư hỏng nghiêm trọng hơn, phải sửa chữa đến ngày hôm sau mới kiểm định được sẽ mất thêm 50% chi phí.